Điều kỳ lạ của tình yêu nằm ở chỗ, cho dù chúng ta có nếm trải nó một cách rất riêng tư và đầy bản năng, tình yêu đã có một lịch sử lâu đời. Hay nói cách khác, con người khắp thế giới không phải lúc nào cũng yêu như thời hiện đại. Mục đích của việc kể lại một vài giây phút trọng đại trong lịch sử tình yêu là để nhắc nhở chúng ta rằng có nhiều cách để dàn xếp một mối quan hệ, tùy thuộc vào niềm tin của xã hội thời nào. Tình yêu là một sáng tạo văn hóa và chúng ta vẫn chưa đạt đến phiên bản cuối cùng của sản phẩm đó. Trên thực tế, chúng ta có lẽ mới còn đang ở giai đoạn đầu của tình sử. Chúng ta vẫn đang học xem mình cần gì và làm sao để thành công hơn trong tình yêu. Mari, Syria, 1775 trước Công Nguyên. Vua Zimrilim của thành phố cổ Mary nằm dọc bờ sông Euphrates đã cưới Siptu, công chúa của vương quốc láng giềng Yamahat. Cuộc hôn phối này tất nhiên không phải là do kết quả của tình yêu, mà giống như nhiều cuộc hôn nhân khác giữa những người quyền lực thời cổ đại, hoàn toàn mang tính giao dịch. Mary chiếm một vị trí trọng đại trong các tuyến đường giao thương từ Syria đến vùng Lưỡng Hà. Vì vậy, thành hôn với công chúa Siptu sẽ giúp vua Zimrilim tiếp tục mở rộng gia tài và quyền lực của ông. Quan điểm của vua Zimrilim về kết hôn được truyền lại cho con của ông. Ông gả 8 người con gái của mình cho những người cai trị các thành phố xung quanh, ép mỗi con rể mới của mình ký một thỏa thuận trung thành với ông. Người dân Mari trên thực tế cho rằng ý nghĩa của hôn phải là chuyện trai gái yêu nhau tới mức nào, mà liệu nó có mang lại lợi ích về mặt giao thương, quan hệ và chiến tranh hay không. Với chúng ta thì điều này nghe có vẻ hơi kỳ cục, vì ngày nay mọi người hầu như không còn xem xét, ít nhất là công khai, bất cứ toan tính thực dụng nào khi cưới xin. Cảm giác dành cho nhau là kim chỉ nam dẫn lối duy nhất. Tuy vậy, trong suốt hàng nghìn năm, cho tới một vài giây phút gần đây trên chiếc đồng hồ lịch sử, tình yêu hoàn toàn là việc về đất cát, quyền lực và đồng tiền. Khái niệm bạn yêu vợ của mình là chuyện vô cùng nực cười. Điều này tạo ra một chấn thương tâm lý tập thể mà ngày nay chúng ta vẫn còn đang phải trốn chạy. Blaye, Pháp, 1146. Geoffrey Rudo, hoàng tử xứ Blaye, căng buồm đi Tripoli, ngày nay là Bắc Lebanon. Chàng ra đi để gặp bá tước của mình, Tripoli, người mà chàng đem lòng yêu mến. Rudo là một trong những người hát rong, những nhà thơ hoàng gia điêu luyện được biết đến đầu tiên. Họ trở nên nổi tiếng ở miền nam nước Pháp, thế kỷ thứ 12, và viết thơ về một chủ đề duy nhất, tình yêu. Rudo đã viết vô số bài thơ ca ngợi nữ bá tước của mình và muốn viết nhiều hơn khi được trực tiếp gặp nàng. Nhưng khái niệm về tình yêu của Rudo thời đó cũng lạ lẫm vô cùng. Nó là tình yêu tách rời hoàn toàn với những toan tính thực dụng, không suy xét đến con cái, tiền bạc, dòng tộc hay thậm chí bất cứ sự trao đi đổi lại nào. Những nhà thơ Trovador không bao giờ cố gắng quan hệ với người mình yêu. Họ tập trung duy nhất vào thứ mà người ngày nay gọi là sự mê đắm, hoặc dân dã hơn là sự cảm mến trong tình yêu. Rudo đã yêu bá tước mà chưa từng nhìn thấy mặt nàng, cách xa hàng trăm dặm. Chàng sáng tác và phổ nhạc rất nhiều bài hát, bộc lộ sự nhớ nhung và vui sướng. Không may, chàng mắc bệnh trên đường đi và được khiêng đến Tripoli, nơi nữ bá tước biết tin và đến thăm chàng. Rudo hồi phục chốc lát và trước khi chết, cuối cùng cũng được tạ nguyện một cách rất khuyết tình trong vòng tay nàng. Những Trovador coi tình yêu rất trang trọng, nhưng họ không gắn nó với hôn nhân. Tình yêu lãng mạn là thứ cảm xúc mà bạn dành cho người mà bạn sẽ không bao giờ làm việc nhà cùng. Và chính điều đó có thể là bí mật của ngọn lửa tình. Versailles, Pháp, 14 tháng 9 năm 1745. Vào 6 giờ tối, trong một động tác đã được tập luyện và lên kế hoạch nhiều tuần, nàng Jenny Poisson, người đẹp 23 tuổi từ Paris, trang điểm thoa phấn, bước vào Cabinet du Conseil, tiếp cận vua Louis XV và cúi chào 3 lần. Cử chỉ đơn giản này đã khiến nàng có vai vế chính thức. Jenny là vương phi chính thức của đức vua, và từ giờ trở đi, nàng sẽ được biết đến như Madam of the Popemder và sống trong cung điện. Và lúc này, đức vua đã cưới vợ được 20 năm, nhưng hôn nhân không đồng nghĩa với sự chung thủy. Người cưới vì lý do quốc gia và vẫn bị có bổ. What? Không ai tức giận ai, đây là một chuyện thường tình. Vua Louis XV có một vài người tình, bao gồm Mary Louise O'Murphy, 14 tuổi, được vẽ trong bức họa bán quả thân nổi tiếng bởi Franco. Tại Versailles vào thế kỷ 18, người ta chấp nhận sự lệch pha giữa hôn nhân và tình yêu.
Mọi người hiểu rằng sẽ luôn có căng thẳng giữa hai thứ: cưới là để có con, thực dụng và duy trì nòi giống; tình yêu là sự háo hức, kịch tính và giao cấu. Một người không bao giờ nên kết hợp chúng với nhau. Thay vì phải giấu giếm hay lừa lọc như nhiều đàn ông hiện tại, vua nước Pháp chỉ đơn giản là phân tách tình yêu và hôn nhân và không cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi. Biến chuyện cặp bồ của mình là một công việc có tổ chức, công khai với hoàng hậu của mình. Gretna Green, Scotland, mùng 1 tháng 1 năm 1812. Một cặp đôi vừa thành thân trong bí mật. John Lumberton, bá tước thứ nhất của Durham, con người cao sáng, có đất và nhiều tước vị, và Harriet, không tiền, địa vị thấp nhưng lại rất xinh, con gái bất hợp pháp của bá tước Chloe Monley, đã nên vợ nên chồng. Hai gia đình của họ sôi máu và cố gắng trong tuyệt vọng để ngăn cản cuộc hôn nhân. Nhưng đây là cặp đôi hiện đại, theo nghĩa họ tin rằng trong hôn nhân, tình yêu đi trước rồi đời để sau. Họ đã tới Gretna Green, một ngôi làng nằm trong Scotland, để thoát khỏi luật nước Anh và trở thành biểu tượng của trường phái lãng mạn mới, đặt cảm xúc lên lý trí và bản năng lên trên truyền thống. Chủ nghĩa lãng mạn đã thay đổi tình yêu, hệ thống hôn nhân vì chính trị hay tiền tài cổ xưa dần dần sụp đổ trên khắp thế giới. Sự thèm khát của công chúng dành cho cuộc nổi loạn tình ái này lớn tới mức một giáo sĩ địa phương đã xuất bản những cuốn hồi ký bestseller của ông tại thời điểm đó, chứa đầy những câu chuyện về chuyến xe ngựa liều lĩnh vượt biên giới và sự tức giận của những ông bố không được hỏi ý kiến, bắt những đứa con đi trốn trở về nhưng quá muộn. Gretna Green trở thành một địa điểm quan trọng bởi vì người ta ngày càng tin rằng hôn nhân nên là kết quả của tình yêu. Và với việc hai người yêu nhau là tiêu chí quan trọng nhất, thu nhập, địa vị gia đình và liệu gia đình nhà vợ, chồng có được gì được đặt ra bên ngoài. Và thiết yếu hơn, việc xem xét những yếu tố này khi lấy vợ, lấy chồng không còn được coi là một vấn đề khôn ngoan, nghiêm túc mà chỉ là những điều kiện có ý nghĩa. Với những ông bố tham lam hay bà dì trưởng giảng và những con người tầm thường khô khan, không quan tâm tới hạnh phúc của đôi lứa. Tình yêu được hiểu là một sự nhiệt tâm, thuộc về cảm xúc, không phải là một kỹ năng. London, Anh, 1813. Những người đọc tiểu thuyết mới nhất của Jane Austen đang hồi hộp khi Fitzwilliam Darcy cầu hôn Elizabeth Bennet. Lời cầu hôn của chàng hứa sẽ giải quyết mọi vấn đề của nàng. Chàng không những đẹp trai mà còn giàu có, và gia đình Elizabeth phải nuôi những 4 cô con gái chưa lấy chồng, cần mọi số tiền có thể kiếm được. Nhưng Elizabeth từ chối. Darcy với tất cả những tài năng của mình cũng là một người kiêu căng và trưởng giả. Cuốn Kiêu Hãnh và Định Kiến có thể gợi ý phụ nữ hãy kết hôn vì tiền, nhưng hành động của Elizabeth lại cho thấy một thái độ mới về hôn nhân. Phụ nữ cũng nên yêu người họ lấy làm chồng, đó là ý niệm mà Austin nhiệt liệt ủng hộ. 11 năm sau, bản thân bà cũng đã từ chối một lời cầu hôn, khẳng định rằng có thể ham muốn hoặc chịu đựng bất kỳ việc gì ngoài việc cưới người mình không yêu. Tuy nhiên, trong cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất của bà, mọi chuyện lại kết thúc bỏ hậu. Cuối cùng, sau rất nhiều thăng trầm và bất kể không có địa vị và tiền bạc, Elizabeth và Darcy vẫn lấy nhau. Điều làm độc giả ngày nay vẫn ngạc nhiên là Jane Austen quan tâm rất nhiều về sự lãng mạn và tiền bạc. Bà cho rằng cưới chỉ vì tiền là một thảm họa, nhưng bà cũng cho rằng cưới vì tình yêu không cũng là một sự điên rồ chẳng kém. Trong mắt bà, một cuộc hôn nhân đẹp đòi hỏi sự ấm áp, nhẹ nhàng của trái tim và một tài năng thực tế, hiểu đời, biết lo toan thế sự. Và từ đó, bà kết luận rằng rất ít người thực sự phù hợp với hôn nhân. Bà không ngạc nhiên khi thấy rất nhiều cuộc phối kết có chút trống rỗng hay có chút tuyệt vọng. Cuốn tiểu thuyết của bà mô tả rất nhiều mối quan hệ không thỏa mãn và rất ít cái hạnh phúc. Trong những năm đầu thế kỷ 19, Jane Austen đang định nghĩa lại lý tưởng khôn ngoan của tình yêu hiện đại. Bà coi hôn nhân là một cuộc kinh doanh, về mặt nào đó nó giống như điều hành một doanh nghiệp nhỏ hay tổ chức một hội làng. Nếu bạn không theo dõi những chi tiết và không có đủ lãi để trả cho việc quản lý, mọi thứ sẽ rất tệ. Nhưng mặt khác, hôn nhân cũng là một sự va chạm cảm xúc vô cùng phức tạp. Và để thành công, người ta cần trưởng thành về cảm xúc, cần sự vui vẻ và sự nồng ấm. Trong suốt các cuốn tiểu thuyết, bà luôn cố gắng giáo dục người đọc theo lối vô cùng kinh điển. Bà tin rằng chúng ta có thể làm rất nhiều việc nếu để cho mình tự nhiên, may mắn và ngẫu nhiên. Mọi mối quan hệ phức tạp đều phụ thuộc vào sự trưởng thành của cả đôi bên. Trong Kiêu Hãnh và Định Kiến, cả Elizabeth Bennet và Darcy phải cải thiện, chàng bớt kiêu hãnh và nàng phải bỏ định kiến nếu họ muốn sống hạnh phúc với nhau. Kết luận:
Tương lai của tình yêu phụ thuộc vào ý niệm của sự hy sinh, chấp nhận rằng chúng ta sẽ không có mọi thứ mà mình muốn từ tình yêu, mối quan hệ hay hôn nhân. Chúng ta đang cố làm một điều quá tham vọng với những ý tưởng hiện đại về mối quan hệ, thống nhất tình yêu, tình cảm, xây dựng gia đình, sự nghiệp, đầy đủ về mặt vật chất và làm một. Chắc chắn sẽ không thể đạt được tất cả. Tuy nhiên, ý niệm về sự hy sinh sẽ có ích nếu ta nghĩ lại rằng chỉ nhận được một nửa những gì mà ta thực sự muốn và cần có đã là quá đủ so với việc không nhận được gì khi không có ai. Cuộc đời cô tịch có thể làm rất nhiều người hạnh phúc, nhưng hầu hết chúng ta ghét sự cô đơn. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu mối quan hệ đó có đáp ứng được kỳ vọng về sự hạnh phúc lứa đôi hay không, mà là liệu họ có sống tốt hơn dù chỉ là một chút nếu không có mối quan hệ nào hay không. Tương lai của tình yêu đòi hỏi chúng ta phải quan tâm nhiều và sự mâu thuẫn của nó, nghĩa là khả năng vẫn tâm niệm tình yêu là một thứ gì đó tuyệt vời, trong khi vẫn đau đớn nhận thức vô số sự bất hảo ngày qua ngày của tình yêu. Và đó là lược sử về tình yêu. Các bạn có suy nghĩ cùng với tác giả hay không? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!